Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết tối ngày 23 tháng 7 của chúng tôi. Thưa quý vị, cơn bão số 2 Brabirun đã đổ bộ vào tỉnh Quảng Ninh vào sáng sớm ngày 23 tháng 7. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Đầm Hào Quảng Ninh có gió mạnh cấp 6, 39-49 km/h, giật cấp 9, 75-88 km/h. Nhiều tỉnh thành phía Đông Bắc Bộ đã có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Như vậy, chuỗi ngày không có bão đổ bộ ở nước ta đã dừng lại ở con số 646 ngày. Trước đây cũng từng có hai chuỗi hơn 600 ngày không có bão đổ bộ vào nước ta, đó là chuỗi 624 ngày năm 1975-1977 và 616 ngày năm 2001-2003. Có những điểm trùng hợp đáng chú ý ở ba chuỗi hơn 600 ngày không có bão đổ bộ này, đó là những chuỗi ngày này đều dừng lại vào tháng 7. Ở chuỗi ngày thứ nhất, cơn bão chấm dứt, đó là bão Sara đổ bộ nước ta ngày 21 tháng 7 năm 1977. Ở chuỗi ngày thứ hai, cơn bão chấm dứt, đó là bão Koni đổ bộ nước ta vào ngày 22 tháng 7 năm 2003. Và chuỗi 646 ngày không có bão kéo dài từ tháng 10 năm 2022 tới giờ đã dừng lại ở ngày 23 tháng 7 năm 2024 khi bão Brabirun đổ bộ. Có lẽ có sự trùng hợp này là do tháng 7 vốn là tháng dễ có bão và áp thấp nhiệt đới trong khu vực. Điểm trùng hợp tiếp theo là ba cơn bão xuất hiện chấm dứt chuỗi hơn 600 ngày không có bão ở nước ta, có đường đi tương tự nhau, đều xuất phát là một vùng áp thấp ở Tây Thái Bình Dương, băng qua Philippines, vào Biển Đông, đi qua đảo Hải Nam Trung Quốc, rồi đổ bộ miền Bắc nước ta. Đây tất nhiên chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, không có lý do cụ thể nào cả. Về cơn bão số 2, tuy suy yếu nhanh khi vào đất liền, nhưng nó sẽ gây mưa diện rộng ở miền Bắc, cục bộ có nơi mưa rất to, có thể lên hơn 300mm. Tiếp theo chương trình sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực trong đêm nay và sáng ngày mai. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Tây Nguyên nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Nam Bộ nhiều mây, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Tiếp theo chương trình sẽ là thông tin thời tiết của một số tỉnh thành phố trên cả nước.